Và sau đây là những phần tin liên quan đến Á châu thưa quý vị. Bản tin đầu tiên đến từ Trung Quốc cho biết là tướng Trung Quốc rút ra bài học từ cuộc chiến ở Ukraine. Hãng tin Reuters đưa tin là tướng Uông Hải Giang, tư lệnh mặt trận phía Tây của quân đội Trung Quốc, đã kêu gọi Bắc Kinh tăng cường tích hợp các năng lực mới bao gồm có trí thông minh nhân tạo với các chiến thuật chiến tranh thông thường trước bất kỳ cuộc đối đầu tiềm tàng nào với phương Tây. Cụ thể, trong bài viết ở trên trang nhất của tạp chí Study Times do trường đảng trung ương của Trung Quốc xuất bản vào ngày 15 tháng 5, ông Uông cho rằng một thể loại chiến tranh hỗn hợp mới đã được xuất hiện từ cuộc xung đột Ukraine. Theo ông, đó là sự đan xen của chiến tranh chính trị, chiến tranh tài chính, chiến tranh công nghệ, chiến tranh mạng và chiến tranh nhận thức. Ông Uông cho biết Trung Quốc sẽ tìm kiếm những lợi thế quân sự mới bằng cách xây dựng năng lực ở trong lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, mạng thông tin, hàng không và vũ trụ. Khả năng sẵn sàng chiến đấu của Trung Quốc trong một cuộc chiến giả định đã trở thành tâm điểm trong những tháng gần đây, khi mà nước này tăng cường phô diễn sức mạnh quân sự xung quanh eo biển Đài Loan và đặt chính họ vào trong cuộc xung đột tiềm tàng với Mỹ. Trong khi đó, Hoa Kỳ có chính sách mơ hồ chiến lược đối với các việc rằng liệu nước này có can thiệp quân sự để bảo vệ Đài Loan, nơi mà Trung Quốc tuyên bố là một phần lãnh thổ của mình hay không. Nhật Bản sẽ tăng nhập cảng khí đốt của Nga thêm 2 triệu tấn. Nhật Bản sẽ tăng nhập cản khí đốt từ Nga thêm 2 triệu tấn mỗi năm, đồng thời tuyên bố không rút khỏi dự án Arctic LNG-2. Tổng lãnh sự của Nga tại Sapporo, ông Sergei Marin đã nói với Sputnik trong một cuộc phỏng vấn mới đây. Ông Marin cũng cho biết thêm rằng là kế hoạch tăng nhập cản khí đốt từ Nga của Nhật Bản sẽ được tăng dần theo từng năm và đạt 2 triệu tấn vào năm 2026. Tập đoàn Mitsui Company và Tập đoàn Dầu khí và Kim loại Quốc gia Nhật Bản vẫn sẽ giữ lại 10% cổ phần trong dự án khai thác khí tự nhiên Arctic LNG-2 của Novatec, một trong nhà sản xuất khí tự nhiên lớn nhất ở nước Nga. Tổng lãnh sự Nga tại Sapporo cho biết là hiện khí đốt nhập cảng từ Nga đang chiếm 9% tổng lượng khí đốt nhập cảng hàng năm của Nhật Bản. Dự án Arctic LNG-2 hiện vẫn đang hoạt động, nhưng việc sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng chưa được thực hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau. Arctic LNG2 là dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn thứ hai của Novatech sau Jamal LNG. Cơ sở khai thác được kết nối với mỏ khí đốt Utrani nằm ở khu tự trị Yamalo Nenets của nước Nga. Dự án lên kế hoạch việc xây dựng 3 dây chuyền khai thác với công suất là 6.6 triệu tấn mỗi dây chuyền. Tổng công suất ước tính là khoảng 19.8 triệu tấn LNG mỗi năm. Hãng thông tấn Trung ương của Bắc Hàn cho biết là lãnh đạo Kim Jong-un cùng với con gái vào ngày 17 tháng 5 đã đến thị sát căn cứ vệ tinh do thám quân sự ở Bình Nhưỡng và phê duyệt kế hoạch hành động tương lai liên quan. Hình ảnh do Rodong Sinmun công bố cho thấy Kim Jong-un và con gái xuất hiện ở trong trang phục phòng thí nghiệm dự cuộc họp với các nhà lãnh đạo của Ủy ban chuẩn bị phóng vệ tinh không thường trực. Truyền thông Nam Hàn đưa tin tên cô bé này là Jue, là con thứ của Kim. Kim Jong-un nhấn mạnh phóng thành công vệ tinh là yêu cầu cấp thiết để tăng cường khả năng phòng thủ. Khẳng định rằng nếu Hoa Kỳ và Nam Hàn càng liều lĩnh leo thang hành động chống lại Bắc Hàn, thì nước này sẽ thực hiện quyền tự vệ để ngăn chặn một cách công bằng, thẳng thắn và mạnh mẽ hơn. Giới quan sát cho rằng hành động này báo hiệu là Bắc Hàn sắp phóng vệ tinh do thám. Chuyến đi này đánh dấu hoạt động công khai đầu tiên của Kim Jong-un kể từ sau chuyến thăm thực tế Cơ quan Phát triển Vũ trụ Bắc Hàn vào ngày 18 tháng 4, khi tuyên bố rằng Bình Nhưỡng đã hoàn thành chế tạo vệ tinh do thám quân sự đầu tiên. Kim Jue khoảng 9 hoặc 10 tuổi, được cho là con gái thứ hai của Kim Jong-un, lần đầu tiên xuất hiện ở trên truyền thông nhà nước Bắc Hàn vào cuối năm ngoái tại một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Việc Kim Jue nhiều lần xuất hiện khiến cho không ít nhà quan sát Bắc Hàn suy đoán rằng cô bé này có thể là người sẽ kế nhận vị trí lãnh đạo đất nước trong tương lai. Hà Mã đâm lật thuyền khiến cho 23 người mất tích ở Malawi. Một chiếc thuyền trên sông Shire, phía nam của thành phố Sanje, Malawi, đã bị lật sau vụ va chạm với Hà Mã khiến cho một người chết và 23 người khác mất tích. Al Jazeera đã đưa tin vào ngày 17 tháng 5. Cảnh sát địa phương cho biết là chiếc thuyền đang chở 37 hành khách qua sông Shire khi vụ việc xảy ra. Cảnh sát đã giải cứu 13 người với sự giúp đỡ của nhân viên chương trình lương thực thế giới đang làm việc trong khu vực. Giám đốc cảnh sát quận Sanje Dominic Wandira đã cho biết. Người phát ngôn của cảnh sát quận Sanje là bà Agnes Zalakoma cũng thông báo lực lượng cứu nạn đã vớt được thi thể của một đứa trẻ một tuổi đã chết đuối trong vụ tai nạn này. Nhiệm vụ tìm kiếm xác định vị trí những người mất tích đang được tiến hành. AFP đã dẫn lời bà Zalakoma nói như trên và đồng thời cho biết thêm là chiếc thuyền đã bắt đầu nghiêng và bị lật sau khi bị một con hà mã đâm vào. Tổng thống Malawi Zalaros Chakwera đã cử bộ trưởng của nước và vệ sinh môi trường Atiba Mia đến hiện trường. Bà Mia cho biết là người dân địa phương nói rằng là hà mã thường gây trở ngại trong khu vực và họ muốn chính quyền di dời chúng. Tai nạn thuyền bè thường xuyên xảy ra ở Malawi, nơi mà thiếu phương tiện giao thông đường thủy, khiến cho nhiều người phải băng qua hồ và sống trên những chiếc thuyền nhỏ bé, cũ kỹ. Cơ quan Thống kê Quốc gia của Trung Quốc cho biết là sản xuất công nghiệp tại thức này trong tháng 4 tăng được 5.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số thấp hơn nhiều so với dự báo là 10.9% của các nhà kinh tế học trong việc trong cuộc khảo sát của Bloomberg. Doanh số bán lẻ tăng được 18.4%, chủ yếu là do số liệu năm ngoái thấp. Dù vậy mức tăng này cũng không bằng dự báo. Tăng trưởng đầu tư và tài sản cố định chậm lại còn là 4.7% trong 4 tháng đầu năm. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị giảm còn 5.2%, nhưng tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm người trẻ thì chạm mức là 20.4%. Các số liệu trên đều gây ra thất vọng, cho thấy các nhà hoạch định chính sách cần về hỗ trợ cho nền kinh tế nhiều hơn nữa. Tốc độ phục hồi của Trung Quốc trong năm nay có lẽ sẽ yếu hơn dự kiến. Yu Xuan là nhà phân tích ở tại Cbon Fund Management đã nhận xét như vậy. Ngoài ra, số liệu mới nhất cho thấy thị trường bất động sản của nước này vẫn nằm đạm. Doanh số bán nhà tăng được 13% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, đầu tư vào ngành này thì lại giảm đến 16%. Hoạt động xây nhà mới cũng đi xuống. Lạm phát của Trung Quốc gần như là đứng yên trong tháng 4. Nhập cảng là chỉ dấu cho tiêu dùng nội địa thì lại giảm mạnh. Hoạt động vay tiền của các gia đình và doanh nghiệp vào tháng trước cũng lao dốc. Trong khi đó, cứ 5 thanh niên Trung Quốc thì có một người thất nghiệp. Dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Quốc gia của Trung Quốc công bố vào ngày 16 tháng 5 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ nước này đã chạm mốc là 20.4% trong tháng 4. Theo Bloomberg, đây là một con số đáng lo ngại đối với sự phục hồi kinh tế. Nhận xét về tình trạng thất nghiệp đáng báo động, người phát ngôn của cơ quan thống kê quốc gia Trung Quốc là Fu Linghui đã cho biết cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để ổn định và mở rộng cơ hội việc làm cho những người trẻ tuổi. Theo các chuyên gia thì dữ liệu thất nghiệp lần này là một trong những con số đáng thất vọng nhất của kinh tế Trung Quốc, thể hiện sự thiếu tự tin trong khu vực kinh tế tư nhân đang kìm hãm sự tăng trưởng. Hơn nữa thì nước này dự kiến có thêm khoảng 11.58 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học và cao đẳng trong năm nay, do đó tỷ lệ thất nghiệp đang là mối quan tâm lớn nhất của toàn xã hội. Trong năm ngoái thì chỉ khoảng 733.5 triệu công việc ở Trung Quốc được tuyển dụng thành công, giảm tới hơn 41 triệu người so với năm 2019. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới thì sự suy giảm việc làm này gần tương đương với toàn bộ lực lượng lao động tại nước Đức là khoảng 44 triệu người những thợ xâm hình nghệ thuật ở tại Nam Hàn bị coi là tội phạm. Xâm hình nghệ thuật Nam Hàn là một ngành công nghiệp trị giá khoảng 200 tỷ won, tương đương với 151 triệu Mỹ Kim mỗi năm, khiến cho những nghệ nhân tài hoa trở nên nổi tiếng thế giới. Được biết đến nhiều hơn với cái tên là Doi, một nghệ nhân xâm hình nghệ thuật có tên là Kim Do Yung, cẩn thận không quảng cáo về sườn xâm của mình, bởi vì mỗi tác phẩm nghệ thuật của Doi cũng là một cái tội ở Nam Hàn. Các nghệ sĩ xâm buộc phải làm việc chui, đôi cũng phải ra tòa vì tội làm xâm chui. Vào năm 1992, một tòa án ở Nam Hàn ra phán quyết rằng việc xâm mình gây ra những rủi ro về sức khỏe và người thợ xâm phải có giấy phép hành nghề y tế. Những nghệ nhân xâm hình nghệ thuật không có giấy phép có thể bị phạt 50 triệu won, tức là khoảng 38.000 Mỹ Kim hoặc là tối đa là 5 năm tù. Lệnh cấm cũng có nghĩa là những người làm nghề xâm mình sẽ bị tống tiền, bóc lột hoặc là tấn công tình dục mà không thể báo cáo thủ phạm vì sợ bị buộc tội. Theo tờ The Economist, các chính trị gia trẻ đang cố gắng biến ngành công nghiệp này trở thành một thị trường xuất cảng văn hóa tương tự như là âm nhạc và điện ảnh của Nam Hàn đang nổi tiếng trên toàn cầu. Vào năm 2021, cô Ryu Ho Jung là một nghị sĩ 30 tuổi đã đưa ra một dự luật để nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho phép các thợ xâm được báo cáo thu nhập của họ để lấy mã số thuế. Xã hội Nam Hàn đang ngày càng đứng về phía đôi và nghị sĩ Ryu hơn một nửa số người Nam Hàn nói chung và một hơn 4 phần 5 số người ở độ tuổi 20 tin rằng các thợ xâm hình có trình độ nên được phép xâm hình cho khách hàng. Và đó là những phần tin liên quan đến Á Châu thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Việt Nam.